Tử vi tuyệt kỳ mùi 1979 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 1 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi cho các anh chị khi liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hòa cục. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuyệt dậu. Đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 1 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 11, tức ngày 22 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 11, tức ngày 6 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vùng tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày 4 tháng 1, tức ngày 15 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 1, tức ngày 27 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 1, tức ngày 11 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 1 âm lịch. Bước vào tháng 1 âm lịch, tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khởi sắc. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi cho thấy bản mệnh sẽ có khoảng thời gian khá dễ thở, tất cả các phương diện đều đạt ở mức trung bình. Canh Dần Kim gặp Mùi âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Kỷ Mùi trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Trong tháng này, các gia chủ Kỷ Mùi sẽ cần chú ý ngày âm lịch 11 tháng 11, tức
ngày 22 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Tân Sửu. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi không khởi sắc trong tháng 1 âm lịch, bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, kẻo làm hại cho chính bản thân mình. Xem tử vi 2021 tháng 1 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi không được thuận lợi. Bản mệnh thiếu sự kiên trì và quyết tâm khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những người tuổi Kỷ Mùi cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi thụt lùi. Cộng thêm bản mệnh chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, quý gia chủ Kỷ Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc. Theo tử vi, tài lộc Kỷ Mùi năm 2021, tài chính bản mệnh không có nhiều biến động trong tháng 1 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Hơn nữa, bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 1 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định. Cứ mãi bóp ngắn cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lầm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Cho nên tuổi Kỷ Mùi cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng, cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để may mắn thành công, các gia chủ Kỷ Mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi Kỷ Mùi. Theo tử vi 2021, tháng 1 âm lịch này, phương diện tình cảm của tuổi Kỷ Mùi có nhiều biến động. Trong tháng, bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Kỷ Mùi đã kết hôn, có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng tuổi Kỷ Mùi cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Hơn nữa, do bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, cho nên dù bạn có mối quan tâm đến gia đình thì cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho Kỷ Mùi dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Những gia chủ Kỷ Mùi sẽ gặp những khó khăn nhất định trong con đường tình duyên. Chính vì thế bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi, được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, hòa hợp, vợ chồng, gia đạo. Về sức khỏe, tử vi tháng này cho rằng, tháng 1 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Kỷ Mùi không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành, xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Ngoài ra, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem xét và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Kỷ Mùi cần mang bên mình vòng tam giác khai vận,
Hợi, Mão, Mùi. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý anh chị về vận trình tử vi của gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 1 năm 2021 âm lịch. Tất cả những sự cố gắng của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy cố gắng để đạt được mục đích của mình. Cũng đừng quên quan tâm, giữ gìn sức khỏe và các thành viên trong gia đình. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian, tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.